cái này rất lạ luôn mọi người ơi. Lớp vỏ thì giòn tan như pha lê, lớp trong thì mềm mại như nhung. Đầu tiên để có một cái lớp nhân mềm mại và ngon béo thì mình sử dụng 3 lòng đỏ trứng gà. Bỏ tiếp cho mình là 60g đường và 300ml sữa tươi. Và cuối cùng thì bỏ cho mình là 30g bột bắp và 3g vani. Và bước tiếp theo thì mọi người bắt lên bếp và khuấy đều. Nấu đến khi nào mà cái hỗn hợp trứng của mình nó sánh mịn như vậy là được nhé. Để tạo được cái vỏ bánh ngon á, thì mình pha vào đây là 100ml sữa tươi, một quả trứng, 25g bơ nhạt và 30g đường và 4g men nở. Và mình bỏ vào đây là 260g bột mì. Mình sẽ bỏ từ từ làm 3 lần để cho cái hỗn hợp của mình nó đều nhé. Đến khúc này thì bột mì của mình nó còn loãng á, thì mọi người còn dễ nhào. Còn đến khi nào nó đặc rồi á, thì mọi người phải dùng tay nhào đến khi nào mà không còn cái bột trắng nữa là ok nha. Và bước tiếp theo thì mọi người quét một cái lớp dầu vào một cái tô và sau đó ủ bánh trong vòng khoảng 1 tiếng. Cái phần nhân kem á, thì bây giờ mình sẽ lấy ra và dùng máy đánh trứng đánh cho cái hỗn hợp nó đều và mịn như vậy nhé. Mọi người bỏ nhân kem của mình vào túi bát kem nhé, tại mình không có cái túi bát kem á, nên mình bỏ vào cái túi bóng để lát nữa mình cắt cái đầu mình bỏ vào cũng được. Cái phần vỏ bánh của mình đã để trong 1 tiếng á, bây giờ nó đã nở ra, bây giờ mình sẽ nhào thêm một lần nữa nhé. Mọi người lấy cái cán bột và cán vỏ bánh của mình cho thật mỏng nhé. Tôi không có mấy cái khuôn á, nên tôi lấy cái chén với mấy cái đồ chơi của con mình để tôi tạo hình nhé. Tạo hình cái vỏ bánh xong á, thì mọi người tiếp tục ủ cho mình khoảng nửa tiếng nữa để cho vỏ bánh của mình nó nở ra nhé. Sau khi để nửa tiếng á, vỏ bánh của mình nó đã nở đó, thì bây giờ mình sẽ mang đi chiên nhé. Mọi người nhìn nè, cái vỏ bánh của mình nó phồng lên rất là đẹp luôn á. Sau khi chiên bánh của mình đã được rồi á, thì mọi người lấy một cái que hoặc một đôi đũa để chọc một cái lỗ để lát nữa mình bỏ cái lớp kem sữa trứng của mình vào nha. Tại mình không có cái túi bắt kem á, nên bỏ hơi khó một chút xíu. Nếu mọi người có cái túi bắt kem á, thì bỏ nó dễ hơn. Và đây là phần để tạo nên cái vỏ bánh của mình nó giòn tan như pha lê. Pha vào đây là 100g đường và 20ml nước lọc. Nấu đến khi nào mà đường của mình nó chuyển sang màu caramel thì mọi người bắt ra nhé. Và cuối cùng thì mọi người nhúng bánh cho mình vào lớp kem caramel để tạo thành cái vỏ giòn tan như pha lê. Mọi người nhìn này, vỏ ngoài thì giòn tan mà lớp kem bên trong rất là mềm mịn luôn.